chào đến đầu con á. Thôi hồi nãy là nhìn là con này cưng quá nè, nãy nhìn cưng ghê luôn á. Dạ ngoan lắm. Rồi con cái là giờ về là em làm không có nghe. Làm nghe làm đúng nghe. Rồi dạ. Ra ngoài đó hồi nãy quay cho cả nhà xem là ngồi im thanh thích à. Dạ. Về. Thì hôm nay mình rất là xin lỗi cả nhà, tại vì mình gặp một cái sự cố, đó là quay hình ảnh về hai cha con bán vé số. Tuy nhiên mình về nhà kiểm tra thì nó bị mất cái phần âm thanh, nên mình phải tường thuật lại cho các bạn nghe về cái câu chuyện của hai cha con ngồi bán vé số ở Tiền Giang, Mỹ Tho. Thì tình cờ trên đường mình đi miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh và đoạn qua thành phố Mỹ Tho trên quốc lộ 1 thì gặp hai cha con ngồi bán vé số tại cái ngã tư, thì mình ghé lại và xin phép ảnh quay video cũng như là hỏi thăm về câu chuyện cuộc sống của anh như thế nào. Thì anh cho biết anh 35 tuổi và bán vé số cùng với con trai, đó là cậu bé khá là kháu khỉnh và rất là ngoan nha các bạn, nhìn nước da đang nhẽm à, nhìn dễ thương lắm, nên mình quyết định là quay lại mua ủng hộ anh vài tờ vé số cũng như là trò chuyện với anh. Thì anh ngồi đây bán từ sáng đến trưa, khi nào hết vé số thì anh mới về. Người đi đường thì cũng dừng lại và hỏi thăm anh, cũng ủng hộ cho anh khá nhiều. Mình ủng hộ cho anh 5 tờ và gửi cho anh một chút quà để làm lộ phí mua đồ ăn cũng như là sữa cho mấy đứa nhỏ. Anh tiết lộ anh có gia đình, một vợ và hai con. Vợ cũng đi bán vé số và cũng dắt theo con trai út đi bán cũng vòng vòng ở Tiền Giang. Và anh được người ta thương và tặng cho anh một chiếc xe máy để đi lại cho nó dễ dàng, tại vì anh bị khuyết tật bẩm sinh. Mình trò chuyện với anh một lát thì đề nghị anh dẫn mình về nhà để thăm nhà xem cái hoàn cảnh nó như thế nào. Thì anh đồng ý và cùng con cũng như là mình, anh dẫn đường cho mình về nhà. Từ cái điểm bán vé số của anh cách nhà thì khoảng 4 cây số, và nhà anh nằm ở gần trung tâm thành phố Mỹ Tho. Thì cậu bé lúc nãy thì nhìn khá là thương nha và hiền nha, tuy nhiên về nhà là siêu quậy luôn đó các bạn, quậy chịu không nổi luôn. Hai vợ chồng của anh thì khá là hiền hậu, và anh nói là cũng có nhiều người đến quay anh nhưng mà không xin phép, nên anh có cái cảm giác nó không thoải mái và không được tôn trọng thì anh từ chối. Anh bán một ngày 400 tờ vé số, là tương đương nếu như mà bán hết thì lời khoảng 400 ngàn á các bạn. Cộng vào thêm là vợ anh cũng đi bán thì hai người gói ghém cũng dư giả được một xíu, trong khi đó phải lo sữa tã cho hai con. Cậu bé thì rất là thích chơi đùa nha, tại vì trẻ nhỏ mà, đứa nào cũng vậy cả. Tuy nhiên khi đi bán với cha thì ngồi im thinh thích à, rất là ngoan luôn, ai nhìn vào cũng rất là thương, tại vì ngồi giữa đường mà không có bao bịch gì cả, nước da thì đen, nhìn rất là thương và rất là tội. Khi mà thấy những cái chiếc xe hay là những cái nào mà lạ lẫm với nó thì nó hay khều ba để nó chỉ, nhìn rất là tội. Vì đi lại rất là khó khăn á, nên mỗi khi mà anh muốn về á thì anh phải nhờ người đi đường hoặc là người đi bộ ngang qua ngay chỗ anh bán, thì anh nhờ người ta cuốn lại cái dù, tại vì anh không có khả năng làm cái điều đó. Thì anh lên xe cũng khá là khó khăn, trong khi con trai nhỏ của anh cũng còn khá nhỏ, nên việc trèo lên cái xe cũng khá là mất thời gian và cũng khá là nguy hiểm khi mà trèo lên cao như vậy. Thì cuối cùng anh cũng làm được, và mình phụ giúp anh cuốn cái dù, và sau đó anh dẫn mình về nhà. Trên đường đi thì hai cha con cũng rơm rã trò chuyện, tuy nhiên bé trai chưa có biết nói thì cũng
vui đùa, tại vì khá là thích thú khi sau một ngày bán vé số phơi nắng phơi non. Nước da của cậu bé lúc trước thì khá là trắng nha, nhưng mà từ khi đi phơi nắng, đi bán vé số với cha thì rất là đen luôn, và nhìn rất là máu lửa kiểu như vậy, là một người lao động chính trong gia đình đó. Chào chị. Chị cũng mới đi bán gì hả? À, gia đình mình ngồi ở đây nói chuyện một xíu được không? Dạ. Ôi. Không. Chạy về nhà thắp, chạy về nhà thắp nhang liền. Chạy về nhà thắp nhang cho ông địa liền. Ngồi nó đi lại cho cả nó nè. Đi lại cho cả nó nè. Trời ơi, ngoại. Đâu có áo tháo được không? Có cái áo mà cởi ra lỡ tầng luôn á. Thôi. Chị cũng mới đi bán gì hả? Nay chị nghỉ chị không bán. À. Là hai vợ chồng mình ở đây, nhà thuê là nhà của mình. Dạ, nhà này mới mua. Mới mua. Cũng đang dạng người ta không khổ quá. Dạ. Rồi bà chị mới cho mượn tiền. Dạ. 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 À, đứa nhỏ là bao nhiêu tháng rồi? 18 tháng mấy à? 18 tháng mấy à? Vậy thôi chứ. Mà sao hai vợ chồng mà nặng được cái cục hay quá vậy? Thằng này nó cái ngang nó hay, còn kia nó chịu ăn. À. Dễ thương ghê. Ê, ê. Thằng này nó chưa tới thằng kia, hồi xưa nó cũng cầu vậy, thì sổ lãi thì nó chịu ăn, thì nó mới lên có ký. Thằng này nó chưa tới tuổi sổ lãi, hai tuổi người ta mới lên sổ lãi, mà họ tiền. Chị
Chị ngồi nè, hai vợ chồng cho thân thiết. Sao mà hai vợ chồng gặp nhau? Tại tình cờ gặp ông đi bán số thì mới biết ổng. À, hai vợ chồng kết hôn lâu chưa anh? Dạ, hai chồng mặn này cũng được mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Dạ. À, mấy năm? Dạ, 4 năm rồi. Câu nó hoài chưa? Dạ, hoài vậy đó. Lúc trước là mình chưa có chỗ này thì mình ở đâu? Dạ, ở chợ. Ở chợ. Ở chợ. Dạ. Chúng chú hả? Tới đây, lại đây. Lại đây chúc cho kẹo nè. Ôi, Tuyết. Nó lên được. Nãy em đi ngang qua quốc lộ thấy hai cha con ngồi bán thì có tâm sự ngoài đó rồi. Giờ dẫn về nhà cho biết nhà. Chị vô ngoài chơi thiệt. Rồi buổi trưa là anh bán xong anh chạy về đây ăn cơm. Dạ, em về đây rồi em bỏ con em rồi mang uống xong rồi em đi bán nữa. À. Dạ. Tại vì năm ngày Tết á, thì kẹt xe quá em đi xa không được. Rồi em mới bán nhiều vòng đi với con em. Còn mấy ngày thôi em chạy lúc ở Long An với Bến Tre mình bán một mình em. Còn mấy ngày về khoảng 9 giờ thì vợ em về giữ con. Đó. Rồi hai đứa nhỏ rồi thường là những đứa nhỏ là được gửi nhà trẻ nè. Nhưng mà dạ. Đã mấy tuổi rồi nhưng mà tại vì nó chậm nói anh. À chậm nói hả? Chậm nói rồi cái tụ trường rồi vừa kỳ rồi á. Cái em tính gỡ mà mẹ nó nói sợ cũng vậy vô bạn bạn hết á. Rồi em nói thôi trời ghét năm nữa đi. Rồi qua năm chắc mình gỡ. Anh là bị bẩm sinh đúng không? Dạ đúng. Hai người có tình cảm với nhau hay vậy? Dạ thì quen đó rồi nói chuyện qua lại rồi vợ anh cũng có tài tán gái chứ. Thầy anh trai đánh đòn con á. Thôi hồi nãy là nhìn cô này cưng quá nè. Hồi nãy nhìn cưng ghê luôn á. Dạ ngoan lắm. Có con cái là giờ về là em làm không có nghe. Làm nghe. Làm đúng nghe. Rồi. Dạ. Ra ngoài đó hồi nãy quay cho cả nhà xem là ngồi im thân thích à. Dạ. Dạ, 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 dạ. Rồi. 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 Lấy dầu thôi. Dạ được rồi chị. Không sao đâu, dầu dầu ấy mà. Dạ được rồi chị. Nín này, nín này. Nín này. Đúng rồi. Nói giờ về vậy ra là không nghe. Hơi quậy nè. Tới đây ngồi, tới đây ngồi với cha. Tới đây ngồi với cha. Về về nhà như được cái vậy, thoải mái chơi. Tới đây ngồi với cha ông này. Thôi cho em nha, em chở lên Sài Gòn luôn nha. Con theo chú đi về. Theo chú nha. Chắc không đi. Đi theo chú. Không đi, không đi. Nhìn anh cũng dân chơi ghê chứ. Tại nó hết tóc cho nó. Cứ hết cái chuột cái chóp á. Thấy nó lâu cao rồi thôi, để hết luôn. Rồi hai anh chị có tính cho mấy đứa nhỏ đi học không? Có. Tớ làm rồi. Nói chuyện cậu. Hoài khủng khiếp luôn. Hồi nãy ở ngoài đó thấy ngoan gì đâu luôn á. Tại về đây á thì đại ca đây cũng vậy á. Đại ca đó cũng vậy á. Dạ. Mà được cái là đi bán là em thân thích đi bán với mẹ nó quậy vậy đó. Ờ đi bán. Đây với em á. Bữa em chở đi thử á là em ngồi bên này ngồi vậy cho nhìn anh nó nãy vậy đó. Là cũng ngồi em ghe vậy đó. Dạ. Đâu đâu còn vé số không, đưa đây cho chú mua nè. Còn vé số không? Đưa đây cho chú mua. Ra xe lấy số không? Còn vé số không? Vậy lại. Nãy kêu em về bên em chứ giờ về chưa lấy đâu. Ừ, nhà có cái khoan á, cái khoan cái nó bắt chú nó khoan vậy á. À. Nó bằng pin á. Dạ. Cái nhà khoan tường mà để móc đồ rồi cái nó bắt chú nó khoan vậy. Ê, bắt đầu nghe là nó khoan. Cô còn đau không nè? Dạ, nhà hết đau rồi đó. Nhưng mà giờ là phần này nhát rồi. Chỗ này là mình địa chỉ số mấy anh?
Dạ Hoàng Văn Thám phường 3. Phường 3. 10 lầu 14. Số nhà là 10 lầu 14. Ủa số nhà gì kỳ vậy? Dạ bên không á. À. Còn phường 3 thành phố Mỹ Tho. Phường 3 thành phố Mỹ Tho. Hoàng Văn Thám phường 3. Phường 3 thành phố Mỹ Tho, đường Hoàng Văn Thám. Phường 3. Phường 3. À, mình có số điện thoại không? Anh có số điện thoại anh có thể cho mọi người biết được không? Dạ 0939 0939 226 226 077 077 ha. Ờ, lỡ có ai đó mà muốn giúp đỡ anh á thì dạ. Cũng biết cái cách liên lạc rồi không tới nơi được ha. À, hôm nay em ghé thăm cũng duyên thôi, mới dạ, biết anh rồi, chứ em dạ. Đâu có biết. Ghé đi đường gặp rồi về nhà thăm cho biết nhà ha. Em có chút quà nhỏ nhỏ gửi cho mấy đứa nhỏ thôi. Dạ dạ. Đợi em xíu nha. Dạ. Đây xuống đây chú cho tiền ăn kẹo này. Từ từ thôi nha. Xuống đây. Xuống đây chú cho tiền ăn kẹo. Xuống đây chú cho tiền kẹo nè. Đi từ từ nha. Té như em nữa là tiêu luôn á. Mà ông té là bể đầu luôn á. Mà ông này chắc ông không có lọt qua được đâu. Tới đây, tới đây. Chú kêu rồi. Chú cho tiền kẹo rồi không? Không rồi, của em tới nè. Trời ơi, cái bàn thờ ông địa mà nó cũng gõ luôn rồi. Đây, đây, tới đây, tới đây chú nè. Thôi em có chút quà em gửi cho mấy đứa nhỏ nha. Anh cầm giúp em nha. Dạ. Khi khác em xuống Mỹ Tho em ghé anh ha. Dạ. Em ghé chơi cũng được. Có gì alo em gửi em. Đừng có lấy cái hộp về cái này hộp về cái đồ xong nữa. Rồi có quà. Ví dụ khi em tới rồi cái điện thoại em chạy vô kệ á. Dạ. Ở đây mình ăn trưa luôn đi bán hay là bây giờ anh chạy ra lại? Em ăn trưa xong rồi em thấy ấy. Hồi em chạy lên chỗ làm việc chỗ nữa mình chạy về á. Em chạy lên đó có đám cưới rồi trên đó đám cưới nhà hàng rồi á gặp ngồi được bán. Để hên hết thì em về em nghỉ luôn. Còn em ngồi chưa hết em đi bán nữa. Tại giờ mấy đứa con nó chạy tới chiều rồi đó. À sớm sớm giờ chưa biết tên chị? Chị tên Thi. Chị Thi, Thi nhiêu tuổi rồi ta? Chị 33, 34 gì tuổi mẹ, chị tuổi mẹ. À tuổi mẹ không? Dạ. Rồi hôm nay biết gia đình chị ha. Rồi xin phép em đi nha. Dạ cảm ơn chị. Đây có cô bán bánh cam nè. Ở cô bán ngày bao nhiêu bánh? Không chừng con ơi. Cả tuần khi hơn tuần nó đi nhà. Dạ. Mấy cái? Một cái nhiêu rồi con? Cái 5 ngàn. Cái 5 ngàn. Lấy 4 cái. Đây là chú mua bánh cho. Ủa thùng này cũng bánh hả bạn? À ông thùng đó để kê. À kê. Ở đây, ở đây chú chờ cái bánh nè. Em đưa 20. Ừ, chú cho nè. Nè. Nè, chạy ra đây nè, chạy ra đây lấy. Dầm tay lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, ông lườm kìa, ông lườm kìa. Ừ, lườm kìa.